Xin trân trọng mến chào cô chú và các anh chị. Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội và cụ thể là đang ở trên cái đường Nguyễn Trãi của Hà Nội. Và cái khu đoàn này là qua cái công ty thuốc lá Thăng Long cũng như là công ty giày Thượng Đình ở Hà Nội. Hôm nay thì Minh Toàn có cái dịp lên phố cổ, thành ra Minh Toàn ghi lại một số cái hình ảnh trong quá trình lên phố cổ để gửi đến cô chú cũng như các anh chị. Đây, đoạn đường này là đoạn đường Nguyễn Trãi đây. Trên trục đường Nguyễn Trãi này thì có rất là nhiều trường đại học. Nếu mà các bạn sinh viên mà đến Hà Nội thì cũng biết luôn cái trục đường Nguyễn Trãi này thu hút rất là nhiều trường đại học đặt ở trên trục đường này. Ví dụ như là Đại học Công đoàn, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Bưu chính, Đại học Kiến trúc, Học viện Cán bộ Đô thị, hay là Đại học Xã hội Nhân văn, nhiều lắm. Ở Hà Nội thì giờ này không phải là giờ cao điểm nên cái lượng giao thông xe cộ mà lưu thông ở trên đường thì cũng không phải là tắc đường. Giờ này thì ít tắc đường, nhưng vào những giờ cao điểm thì hầu như là nơi nào cũng mật độ dân giao thông tham gia rất là nhiều, thì tình trạng tắc đường xảy ra là liên tục trên các cái tuyến đường. Hôm nay Minh Toàn sẽ lên chỗ nhà tù Hòa Lò ấy, để Minh Toàn quay một số cái hình ảnh muốn chia sẻ đến cho cô chú cũng như là các anh chị. Bởi vì là cũng có người nhờ Minh Toàn lên đấy quay lại một số cái hình ảnh của nhà tù Hòa Lò. Nên Minh Toàn quyết định là sẽ lên đấy và Minh Toàn quay lại một số hình ảnh để chia sẻ đến khán thính giả đấy cũng như là các cô chú anh chị. Chúng ta đang đi trước khu Ryan City, một cái nơi mà có thể nói là trung tâm buôn bán như là trung tâm thương mại đợt mới xây là lớn nhất Đông Nam Á, nhưng bây giờ thì không biết là có lớn nhất Đông Nam Á nữa hay không. Đây, đây là khu Ryan City. Chúng ta đang đi lên cái cầu vượt qua ngã tư Sở, một cái ngã tư mà hầu như ai đã đến Hà Nội một lần cũng biết được cái sự nổi tiếng của ngã tư Sở. Tuyến đường Nguyễn Trãi này là một trong những tuyến đường mà cũng là huyết mạch ở Hà Nội. Nó nối liền với đường Tây Sơn, đường Trần Phú, Hà Đông, và đường Tôn Đức Thắng, thẳng đường lên trục đường Tôn Đức Thắng.
Đây là chúng ta đang ở trước cái ngã tư đường Nguyễn Trãi và đường Lê Sơn và đường Thái Thịnh. Đây là một cái trường đại học nữa anh chị ạ. Đây là trường đại học Công đoàn. Còn trước mặt chúng ta là cái ngã tư Chùa Bộc và Thái Hà, nơi bán rất là nhiều quần áo cũng như là các cái linh kiện điện thoại rồi là rượu ngoại. Hai trục đường đấy. Đường Chùa Bộc thì là đường bán chuyên về quần áo, giày dép. Còn đường Thái Thịnh ở bên này, Thái Hà bên này là bán về rượu ngoại và các cái đồ về điện tử. Và đây cũng là một trường đại học nữa trên trục đường này. Wow, đoạn này tắc đường quá rồi. Đoạn này đấy. Cảnh ở Hà Nội thì anh chị cũng có thể nhìn thấy cái cảnh tắc đường. Điểm này là tại trước gò Đống Đa rồi. Đây là gò Đống Đa. Đường Lê Sơn này thì hầu như là hay tắc đường lắm. Lê Sơn và đường Trường Chinh, đường Tôn Đức Thắng, những cái trục đường hay tắc đường. Quá là ngột ngạt luôn. Thank you.
gặp xe này chạy cũng là như trái lên phải dọc ngang. Xe đấy đi như kiểu con ô tô mà đi như xe máy luôn, chen lấn luôn. Hà Nội thì cái kiểu tham gia ủa rồi. Wow. 4.9 biển Đức Thủy 4.9 khá là đẹp. Nhưng mà không đội mũ bảo hiểm, tóc thì bạc như trên núi xuống luôn. Rất là tụi này đi đâu lạc mất rồi. Định đuổi theo cái đôi kia nhưng mà lạc mất ở đánh vọng. Hà Nội thì tích tăng ở trên đường mà đi đánh vọng như thế này thì rất là nhiều. Nhưng khi mà cô chú anh chị mà tham gia giao thông ở trên Hà Nội thì cũng cẩn thận. Hầu như những người mà như lúc này chúng ta xem đấy là những người rất là đánh vọng ở trên đường phố. Wow, mặt này. Ôi, video này mình toàn phép dừng ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị đã theo dõi video này. Nếu cô chú và anh chị quan tâm thêm các video mới về Hà Nội thì rất mong cô chú và anh chị hãy đăng ký kênh miễn phí để theo dõi những video mới Hà Nội. Và cũng như là mình toàn có post lên kênh này rất là nhiều video về Hà Nội rồi, thì nếu cô chú và anh chị quan tâm thì chúng ta có thể xem thêm ở trong kênh của mình Toàn nhé. Cảm ơn cô chú và anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.